Mà bỏ trong vỏ gì đó hả? Đi chở vậy chứ giờ có ai giữ đâu. Rồi mẹ nó đâu? Mẹ nó đi bằng mà khách thiệt con ơi. Thì rồi ba nó đâu ngoại? Hả? Ba nó đâu? Giờ có hai bà cháu. Bà ở đó cái chòi hả? Rồi cha mới cho to đồ lợp. Còn dừng cái bà này có phải ngoại con không? Phải không con? Phải không rồi sao bà bỏ vỏ vậy? Nó ngoại ơi. Đi ngoài cầu nó đó mới đi về cầu nhớ ngoại rồi gì ngoại chở con lại chòi cái chòi ngoại đây con giúp được gì con giúp nhé. Trời ơi, bà bệnh hai da rồi chạy ra đó đằng trước cái xe đó. Dạ đi mà chạy coi mệt quá rồi con ơi. Chàng ơi đâu rồi cái gì đi đâu chở vậy đó, chứ có ai đâu. Cả nhà theo bác sĩ đây theo bà lão nha. Chỗ này là của nhà của bà đây hả bà? Giống như là đất của gia đình hồi đó hiến cho các trường đó. Bây dạ. Giờ mình ở như là ở vậy thôi chứ rồi. Cái đứa này là đứa gì của bà mà thấy con thấy bà để trên cái sọt mình chở đi nó không lạnh hả? Cháu ngoại đi đâu chở đó vậy đó. Cháu ngoại vậy hả? Ừ. Chuyện ơi. Trời ơi. Rồi mẹ nó đâu? Mẹ nó thì có chồng Trung Quốc người ta dụ rồi giờ. Sao bà kể cho con nghe coi. Cũng mẹ như nó. Là người ta nói nhỏ nó lại nói là có chồng đi nó cho 100 triệu. Dạ. Rồi con không đi á là bồi thường nó 100 triệu. Rồi con tôi là làm giấy tờ cho con tôi rồi phải đi, nó giữ giấy tờ nó sợ mình trốn nó. Rồi có 100 triệu chưa? Rồi nó không trả tới giờ đi thưa hoài mà. Con nhỏ đó ở đâu? Đây nhà để tôi lấy hình với bà lấy ra cho con coi coi. Trời ơi cái gì thưa nó mà không có trúng chỗ. Bà nói thiệt nha bà. Nè. Bà nói thiệt nha. Trời ơi nó thiệt mà nói bà. Dạ. Cái nhà mà nó ở xã này nhà mà tôi làm đơn kia. Bây giờ không trúng nè nó cái giấy gì? Cái hình. Không có cái này là giấy ấp xã đó. Ấp xã rồi cái hình nó của người đó coi. Tôi đi ngoài nhà mà không được đi tới đi lui không. Cái hình mà cái người vụ con gái của bà là cháu rồi. Mẹ con bé đúng không? Đâu. Này đó, vụ nhỏ kia vụ mẹ này. Rồi có hình nhỏ kia không? Tôi đi mới về đây nè. Trời ơi quý vị ơi, Thanh Trúc đi dọc đường thì Thanh Trúc thấy một cái bà này chở một cái đứa cháu ngoại thì nói kỹ là con gái của bà bị người ta gạt. Bị gạt luôn hả bà? À, nó kêu có chồng Trung Quốc là nó đưa cho 100. Bà cầm lên rồi bà cầm luôn. Bà có xác định là cái chị đó là tên gì mà vũ con gái bà không? Đấy nè, biết đó. Bà nhớ không? Thôi giấy tờ con không có đọc được. Điện thoại của nó là 57 đuôi đó. 57. Nè, nó chụp hình nó luôn. Dạ. Nè, nó kêu gửi lên cái gì trên thành phố. Dạ, vậy chưa. Kêu gửi lên thành phố, chỗ đưa đó. Dạ. Con đó. Trang Trần Thị. Trần Thị đúng không? Tên nè đúng không? Trần Thị Tiến. Tiến là tôi. À đây nè con đó. Đó tên là Nguyễn Ngọc Lũ. Lũ là con gái tôi nữa. Bị đi á. Rồi cái người kia. Người kia là tên. Tên đâu tên gì? Ngọc á. Tên gì? Tên là cái người vợ chồng cô Phan Thị Hồng. Cô Hồng ha. Chính xác không? Cô chính xác là cô Phan Thị Hồng không? Phải không? Cô không biết chữ. À ở đây á là mình đưa lên giấy tờ. Cái này là hậu chiếu của nó nè. Cái người nào? Là con nhỏ này dụ con đi bắt chồng bên Trung Quốc. Hậu chiếu. Đó là hậu chiếu cái giấy hậu tên, chiếu đó. Tên An Giang mới đi Sơn. Bình không thấy tên đi. Phan Thị Hồng Tím. Phan Thị Hồng Tím. Tiến mà. Tím. Tím. Tím.
là cô Tím đó là cái người nào dắt con cô bộ cô bộ lại cầm lên Nguyễn Ngọc Lũ để lấy hình gái tôi không có lấy cô lấy hình luôn cô lấy hình con gái cô luôn là cô Tím đó là vụ con gái cô đúng không? Ừ. ấp xã cô nhớ không? Thì có biên đó chứ không biết nhà nó đâu đi kiếm nhà nó hai lần nhưng mà là nó không có ở đó nó trốn chỗ khác mà cái chồng thâu này nè cái thằng này là chồng sao nhưng mà cái nhà nó cất đó là cô có chính xác là cái người đó là vụ con gái cô không? Cô đưa hình lên luôn đi cô đưa cái hình cái này là con gái tôi nè còn cái này là nó vụ mà cô cầm đưa lên vậy nè cô muốn cần cần cho nó giải quyết cho mình lên trời cô nói đi cũng như là lên cái đó kiểu gì xíu quán gì đó bây giờ là một người này tên gì cô nhớ không nói rồi cô quên rồi Tím đã làm gì con gái cô Hồng Tím đã kêu con tôi á là đi bên Trung Quốc với chồng nó đưa cho con cháu ngoại tôi 100 triệu dạ. Cho con lụ mà nó nói bữa thứ bảy đi thứ hai về nó trả đưa cho 100 triệu rồi nó lấy cái hộ khẩu nè với cái giấy bảo hiểm con cho mặn công ty giấy gốc tiền đó mà giờ nó không trả giấy tờ luôn mà tiền nó không đẹp luôn nó nói đem con bà đi gả Trung Quốc rồi nó con tôi chứ con bà sao muốn bán đâu bán đó rồi sao bà rồi đem đơn ra ngoài xưa mà ấp này của nó nè chứ không phải ấp này là sao? Cũng như mới điên là tư giấy hộ chiếu của rồi nó bà đó. Đi rồi ra kiếm số điện của cái chị Hồng Tím này điện mà nó ngang nó cũng nói vậy đó nó nói giờ đem con mà có chồng người ta không đưa tiền tôi sao cũng đưa mà cấp đầu bà chỉ hứa thì sao nó nói lại đây nó nói là đi đưa cho con gái tôi 100 triệu khi đi rồi đó thành phố rồi cái nó nói là đi rồi về đưa tiền cho mẹ nó giấy tờ cái hộ khẩu cái bảo hiểm bằng công ty Bình Dương những lời bà nói có chính xác không có tại vì ở đây là cái tấm hình này đúng không nó hơi mờ quá quý vị thì nó mờ ở đây là cô Hồng Tím nè chụp cái di động đó dạ là gạt con gái của ngoại gạt con gái ngoại đi rồi bây giờ là của cái người bị gạt đó đúng không 2 tuổi còn hơn sao ngoại không hơn sao dễ tin người quá vậy rồi nó đem bển có chồng nhưng mà tiền nó không cho nhỏ này uống sữa không cho đem đợi nhưng mà giờ đi bển thì có chồng rồi ngoại bây giờ ngoại muốn cằn con đăng lên mạng những cái gì ngoại muốn cằn nói ngoại cứ nói lên nha ngoại đó giấy tờ nó có cho làm ngoại muốn cằn lấy lại công bằng như thế nào ngoại nói đi thì bây giờ yêu cầu nó trả tiền cho con lụ 100 triệu là giấy tờ có bữa làm giấy có nó hứa đưa cho con ngoại 100 triệu không hồi đó là làm mà chưa hứa nhưng mà nó nói đi giấy tờ lên thành phố giữ cho khi con tôi lên máy bay bữa thứ bảy sáng thứ bảy để nói thứ hai gì đưa giấy tờ đưa tiền rồi là nó chung cả nhà cảnh báo nghe cả nhà ở đây là một cái vụ mà cái kiểu này là gạt người gạo qua nó Trung lừa Quốc. Đảo lừa đảo lấy thì... tiền bán con tôi nó lấy tiền ở đây cả nhà phải cảnh báo lên bà ngoại ơi ngoại ở đây nè ngoại muốn nói lên là tất cả ai cũng đều biết là cái cô này sẽ nghe được á ngoại cứ nói lên đi đó thì anh vậy ngoại, á không ngoại nói lên đi là cái người này nè sẽ nghe được ngoại sẽ nói á ngoại muốn cần nói những cái điều gì cho cái chị này ngoại cứ nói lên thắc mắc quẩn khúc gì ngoại nói lên đi là nó bây giờ nó cứ nó ngang không à bây giờ tôi yêu cầu là chánh quyền công an là phải giải quyết nó là trả số tiền cho con cháu tôi uống sữa bắt đầu đã hứa không ngoại hứa đây nè là làm không đúng sự thật hay sao ngoại không đúng không đem tiền lại mà giấy cái hộ khẩu tôi nè với giấy cái bảo hiểm con tôi bằng công ty rút tiền đó mãi 1 năm mới rút ngoại ở đây là con đưa lên một lần nữa con xác định lại những điều ngoại nói có chính xác không đó trời ơi tôi đi thua gỡ nè tại vì con đưa lên mạng phải cho nó chính xác ngoại nói sai ngoại là người chịu trách nhiệm nhé trời ơi đã tôi đi thưa ngoại tên gì họ gì ngoại nói đi tôi Trần Thị Tím là muốn nói về cái cô này đúng không cô Tím này đã làm gì con gái ngoại như giờ nó kêu con tôi đi dạ bắt đi gã có chồng nó đưa con 100 triệu dạ
rồi con có khi lên máy bay nó nói đi bữa thứ bảy là thứ hai tôi về đưa tiền rồi đưa giấy tờ luôn, giấy tờ không trả cho con tôi mà tiền không đưa luôn. Trời ơi là cái này là trong cho đưa tiền cho con cháu ngoại tôi uống sữa. Ngoại bằng con nhỏ cháu ngoại lại đây mới có 2 tuổi à, mà khát sữa khóc hoài không tiền mặn gì được đi con. Là sao mà ngoại đó. Ngoại sao mà không kêu chị á, ở nhà đi đi làm đi mà sao có chồng chi mà để tôi kẹ. Trời khổ, tiền mất đã chứ nợ chứ nằm đâu chứ nó bóp bụng nó đi, tưởng đau qua là xuông xẻo, giọt hồi đâu gặp người lừa đảo. Mà cái người đó ở gần đây không? Nó, tôi nói gần Bác Thê, nhưng mà... Ở đây, ở Thổ Sơn Giang này, cái hình này nè. Ừ. Ngoại ơi, rồi là cái chị đó là... Con gái tôi nè. Con gái nè quý vị, tuổi còn nhỏ xíu. Ba mấy tuổi? 991 Nguyễn Thị Hu, Ngọc Lũ. Ngọc Lũ. Trời ơi là đi như vậy luôn đó, rồi biết chừng nào mà ngoại ngoại biết như vậy là con ngoại là đi ra ngoại là không biết như thế nào không ngoại? Có chồng nhưng mà nó điện đàng hoàng. Có điện ngoại chưa? Có điện hoài là nhưng mà tiền bạc là nó không có lo cho mình. Cho con cháu. Bây giờ là ngoại có cái số điện của chị không, là chị điện về mới được. Nó điện gì vô ấy đó, mạng đó. Mà điện ngoại hay là điện ai? Nó điện cho mình. Ngoại có điện thoại đó hay gì? Không có. Lên của thằng A, thằng con tôi với nhỏ chồng đó. Rồi đi lại đắng nếu nó điện đó mình đi lại mình nghe gì đó. Ngoại, rồi hiện tại là người ta, cái chị này là gạt ra quán gái ngoại. Lấy tiền lừa ra ngoài Trung Quốc đúng không? Ừ, cho tiền đưa cho con gái tôi 100 triệu đi đi. Rồi nó đem tiền gì à, nhưng mà không. Trời ơi. Thì có nhiêu đó, còn mà nó có chồng, nó đưa bển mình có chồng. Cũng lên mạng rồi vậy. Nhưng mà ngoại à. Con đem con gái tôi về, còn bằng không á, con phải lo tiền cho cháu ngoại tôi uống sữa. Dạ. Yeah. Là cái cô này là sao bà ngoại? Là gạt con gái ngoại gả qua Trung Quốc hay sao? Nó kêu có chồng bên Trung Quốc đi. Rồi yeah. Ngoại kể từ đầu cho con như thế nào chị Hồng Tím này? Thì nó lại nó nói thôi giờ đi Trung Quốc có chồng đi. Dạ. Rồi tôi chịu 100 triệu cho đưa cho con rượu đó, rồi rượu á cũng thiên nợ thiên nần quá đi. Dạ. Rồi nó nói thôi bóp bụng đi đặng lo tiền trả nợ nần. Là mẹ của bé này hả? Ừ, rượu đó. Dạ. Rồi khi đi rồi bữa thứ bảy là bữa thứ hai nó về nó đưa giấy tờ đưa tiền. Dạ. Rồi là con Hồng Tím này là nó không đưa. Dạ. Đó bây giờ nó ngang nó đem cho con bà có chồng, tôi nói con tôi chứ con mày đâu rồi mày đi bán Trung Quốc, mày muốn bán đâu mày bán đó, tôi nói nó vậy đó. Một cái dấu hiệu này là lừa đảo người ta qua bển. Tôi nói mày muốn bán đâu mày bán hả con tao chứ con mày sao mày nói vậy, mày bán con tao mày lấy tiền mà con hứa con tao 100 triệu mày không đưa, đáng ngoại tao không có tiền uống sữa nè. Cái cô Hồng Tiếu này ở Thổ Sơn An Giang. Ừ, già mới biên á. Dạ con thấy rồi, ở Thổ Sơn An Giang thì đã có dấu hiệu là lừa con gái cô ngoại đúng không? Ừ. Những lời này nói phải cho chính xác ngoại, tại vì mình đưa lên cộng đồng mạng á thì đó đó. Dạ thì con chỉ là đưa giúp cho ngoại thôi á. Ừ. Còn những cái thủ tục nếu ngoại là cái người nói sai, ngoại sẽ là người trách nhiệm ha ngoại. Ừ. Dạ. Còn đơn từ thì viết, nhưng mà cái chỗ này là cái nhà nó mới cất, không phải thành rồi danh. Rồi lời dẫn con gái ngoại đi á, rồi có cấp đầu có lại nói ngọt với ngoại không? Thì rồi lại là... cũng nói với em gái tôi thì nói em gái tôi phải chi nói gì đi cũng được nữa mà gì tôi không có gì à, mà tiền thì nó không đưa cho ông đổ uống sữa. Sao ngoại sao mà hồi đó sao ngoại dễ tin người với ngoại? Đấy con tôi nghe lời người ta. Nghe lời sao ngoại? Nghe lời người ta nó ngọt quá tin. Đem tiền về cho con tôi. Nè, không tiền uống sữa nè. Rồi đất tôi bệnh nè. Con thấy đi ngoài đường á, con thấy ngoại chở cái đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này là con của cái chị mà bị cái bạn này Nguyễn Ngọc Lụ á. Nguyễn Ngọc Lụ qua bên Trung Quốc đúng không? Nguyễn Hồng Tím nè chở Nguyễn Ngọc Lụ đi. Mà giấy cái bà hộ khẩu không trả đó. Người buông nước mắt người khóc bà nó dụ dỗ lừa đảo gì. Lừa gạt con gái xuống ngoài hả? Không đưa tiền cho con tôi. Này cái này hiện tại là mẹ nó đã bị gạt hả ngoại? Trời ơi, rồi bây kêu, giờ kêu đi đi mà
cho cháu ngoại uống sữa ăn mà nó không có tìm giấy tờ nó lấy. Từ hồi gả xuống bây giờ mấy cái người đó có cho đưa cho ngoại đồng nghề bạc nào không? Không có cắt xu nào trơn. Nó nói là người ta không đưa tiền cho nó. Thế nay người ta đi lên thành phố rồi là lên máy bay là người ta đưa tiền cho mẹ người ta rồi. Còn này nó nói để đem về, nó lừa đảo. Mà tới chừng con tôi đi rồi là nó hẹn thế giờ là 5-7 tháng nay. Nó lấy tiền nó không đưa lấy cho ngoại. Thì người ta gạt con gái ngoại luôn hả? Trả nợ trả nần chứ tùm lum hết. Trời ơi, sao cái chị Hồng Tím này thường 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 là cái cấp chưa gạo ở Trung Quốc đó là lại nhà ngoại hoài không? Nó ở cạnh bờ thề đi lên tuốt trở là thường chạy lên đây hoài không? Chồng sau, còn chồng trước thôi rồi. Là cái chị này đúng không ngoại? Ừ, là tôi lấy chụp hình trong điện thoại nè, tôi gửi ra đó. Dạ, ngoại ơi, con á ngoại, ừ. Tại vì lên cái hình ảnh của người ta á, nó gắt là tới vậy, tại vì nếu mà con đưa lên á, không có đơn chúng, không có chính xác á, ngoại là cái người sẽ ảnh hưởng, á, người ta sẽ kiện ngoại nghe ngoại. Ừ, còn nếu mà đúng á, nếu là đúng á thì không sao. Ừ, đó. Dạ. Trời ơi, tôi gầu tôi khóc lên xuống, ta ngoại không có tiền uống sữa mà nó không đưa, phải khổ gì đó. Mới đưa ngoại thưa mà chưa trúng nè, bị gì nó ở chỗ này. Coi trong hộ chiếu ngoài, hộ chiếu của nó nè, còn cái này bên chồng sao đơn biết nhiêu mà chưa được ấy. Là con người bị gạt là con bé gái đó hả? Mẹ nó. Con gái ơi, đậu đi mẹ đâu con? Kìa, nói cậu nghe coi, ai ở đâu rồi? Nói mẹ có chồng à, mẹ đi rồi. Mẹ đâu rồi? Mẹ con đâu rồi? Mẹ đi rồi. Trời ơi. Rồi, con của ngoại là chỉ giao là cháu ngoại là gì đó hả? Ngoại sống ở trong căn trời gì? Sao nói nó sạch? Không, ý con hỏi là hiện tại là ngoại, người ta gạt gã con gái ngoại đi đúng không? Là gạt là hứa cho bao nhiêu ngoại? 100 triệu. Rồi bây giờ như thế nào? Có không? Có được ngàn nào không? Không được ngàn nào trơn, nó mượn 27 triệu, chuột giấy tờ. Cái bảo hiểm đó, công ty đó nó cầm. Gửi về nó cũng lấy luôn, mượn nó 25 triệu đặng chuột giấy tờ gửi về đó, rồi nó không trả hộ khẩu mà cái bảo hiểm bằng công ty rút tiền đó nó không đưa lại luôn. Kỳ á chị em. Không trả bảo hiểm luôn mà. Không có đưa tiền cắt ngoại, nào cho con. Rồi chối ngoại ơi, rồi bằng đêm như vậy đó, rồi con gái của mình thì bị cái người này lừa qua bển đó, rồi nhìn cháu ngoại của mình, rồi ngoại có tuổi không ngoại? Bà cháu cũng hỉ gì chứ. Ngoại có hỏi nè, rồi ngoại nhìn như vậy rồi ngoại có thương con gái ngoại không? Thì thương nhưng mà quá khổ, thương nợ quá trời, nó đi cho đổi đời mà. Rồi nhưng mà bị người ta làm sao? Bởi vì người ta lừa đảo người ta giật chứ. Ngoại gì đó hả? Có. Ngoại cảnh báo cho mấy cái người mà cần mà tiền đó ngoại. Ngoại cảnh báo cho cô chú anh chị và những các bạn nào muốn có chồng qua nước ngoài và trong cái cảnh khổ như thế nào, ngoại cho cái lời khuyên lại cho cô chú các bạn để cho cảnh giác cho kỹ vô ngoại. Đâu, người ta có chồng gây bác đang qua không lắm. Không cái này ngoại có cái lời khuyên sao để cho cái người này đừng có lừa gạt người ta nữa, ngoại nói đi. Nguyễn Hồng Tiến. Dạ. Nguyễn Hồng Tiến á, là mong sao là đừng có lừa gạt người ta đi bán Trung Quốc nữa. Là cái cô gái đó đúng không ạ? Cô Nguyễn Hồng Tiến gì đó. Dạ. Cảnh báo ha. Cảnh báo nó đó là không tin tưởng con Hồng Tiến đó nữa. Là quê chị đó đâu? Ở Thọ Sơn nha. Đâu thì trong giấy mới biết. Thọ Sơn. Không biết, không nhớ, nói rồi quên rồi. Ta biên trong cái giấy. Cả nhà ơi, Thanh Trúc cảnh báo cả nhà, rất mong cả nhà hãy nếu mà có con muốn gả nước ngoài thì phải xem xét cho kỹ. Con Hồng Tiến đó. Còn ngoại ở đây là ngoại bị con gái của mình lừa đảo con gái ngoại. Lừa đảo. Còn hiện tại là để lại một cái cô bé nhỏ nè. Nhiều khi mà ngoại bằng đêm mà mẹ cháu đi rồi đó, ngoại thấy tủi thân không ngoại? Tiền thì không có. Buồn bực khóc. Ơi. Buồn không ngoại? Nó nằm người phía tùm lum chẳng chả. Ngoại ở sống ở trong cái căn chòi nữa chứ. Trời ơi, bây giờ mới che cũng kia nè, nó sạch hết trơn vậy nè. Chịu luôn rồi mới người ta cho tôn rồi nè, mới sửa. Trời mưa đó đâu có dám vô nằm ngủ đâu.
sợ mưa sợ nó sạch nè. Nhờ cô bác giúp đỡ nè. Mày đã giữ cái giấy đi ngoài. Vì bởi vậy hai ngoại ơi, con thì con đi trên đường á thì con giúp cho ngoại là 200.000 hả ngoại? Trời ơi. Ngoại, tiền này là tiền cá nhân của con. Con gửi cho ngoại để ngoại mua sữa cho cháu ha. Thì cái này là của con chỉ gặp trên đường thôi. Thì ngoại là có một cái cô con gái mà bị người ta lừa gạt bán hả ngoại? Cảnh báo hả ngoại? Cảnh báo hồng tím á, là mơ mốt hồng tím á, đừng có kêu con người ta đi nữa, lừa gạt lấy tiền, bán bên Trung Quốc lấy tiền hồng tím á, là không chặn chị, là không nên cảnh báo, là đừng có chồng bên Trung Quốc nó lừa đảo đó. Là như là lừa đảo con ngoại đó ha. Người ta ngoại biến hồng tím á, nó lừa đảo á. Dạ trời ơi, đây nè quý vị, một cái đứa nhỏ. Bà ngoại sống ở dưới căn chòi đây đó hả? Đâu cần đó là mẹ. Nè quý vị, Thanh Trúc vô đây thì tá hỏa được biết cái sự việc thì bất ngờ luôn cả nhà. Là yêu cầu Hồng Tím đó là phải giải quyết số tiền cho bé này mới có 2 tuổi chặn nó uống sữa. Dạ. Bà sống ở dưới đây với cháu con gái bà thôi bà. Sống với cháu bà thôi hả? Rồi có ai có con cái gì nó không ngoại? Có, mà đứa nào đi làm thất nghiệp rồi đâu có tiền bạc gì đâu. Trời ơi quý vị, thất nghiệp không, bởi giờ đau hai vai nè.